Sáng ngày 3 tháng 9 năm 2023 nhằm ngày 19 tháng 7 Quý Mão, tại chùa Phong Quang, khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, trang nghiêm diễn ra lễ chú nguyện rót đồng tôn tạo kim thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hòa thượng Thích Hạnh Chân, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn, phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Như Phẩm, chứng minh ban trị sự Phật giáo thành phố Hội An, Thượng tọa Thích Huệ Phát, trưởng ban kinh tế tài chính Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn, cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì, trú xứ các chùa tự viện trong tỉnh và đông đảo bà con Phật tử gần xa dự lễ. Đúng 6 giờ, chư tôn Hòa thượng chứng minh cùng chư tăng Phật tử tiến hành nghi thức niêm hương bạch Phật sái tịnh, cầu nguyện lễ rót đồng đúc tôn tượng được thành tựu viên mãn. Được biết, tôn tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nặng 1,7 tấn, cao 2,5 tấn, bằng đồng thau, do các nghệ nhân lò đúc tượng đồng Đông Sơn, Thiệu Trung, Đông Sơn, Thanh Hóa thực hiện. Sau khi hoàn thiện, tôn tượng sẽ được an vị tại Đại Hùng Bảo Điện, chùa Phong Quang. Cuối buổi lễ, thay mặt chùa Phong Quang, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Thảo gửi lời cảm niệm tri ân đến chư tôn đức và quý Phật tử đã góp phần làm nên thành công của Phật sự này, tạo sự tôn nghiêm nơi cửa thiền, góp phần làm cảnh quan ngôi chùa thêm khang trang, phục vụ đời sống tâm linh của nhân dân.